Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hình như tôi thấy manga đang có cái trào lưu gì nó lạ lắm các bạn ạ. Hết gap in One Piece, xong rồi thầy cũng đại chiến, thầy năm trở về xét kèo với Sukuna. Và giờ, bên học viện anh hùng All Might bước ra sân ngăn chặn All For One. Nói đùa chứ cái gì thế? Tôi đọc sách này xong đúng kiểu chấm hỏi luôn các bạn ạ. Hai người kia thì còn có thể lý giải được, nhưng All Might thành người vô năng thì chống All For One ở trạng thái mạnh nhất kiểu gì nhỉ? Không chần chờ gì nữa, hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu và tóm tắt phân tích chapter 386 của My Hero Academia với tiêu đề All Might tái xuất, biểu tượng hòa bình trở về hay cái kết của All Might. Trước khi bắt đầu video là chương trình quảng cáo, hiện cái shop áo Weibo Empire của mình nó mới cập nhật thêm nhiều mẫu áo cực đẹp như thế này. Chất liệu có tông 2 chiều và hình in sắc nét. Anh em nào có nhu cầu mua mặc ở nhà hay đi chơi hay làm quần què gì đó cũng được thì link tôi để ngay dưới phần mô tả. Đang câu đãi giảm giá và free ship luôn nhé. Quả bom nổ chậm mang tên Dabi. Ở tập trước, chúng ta đã thấy tình hình trở nên rất là tồi tệ cho phe anh hùng khi một mình All For One đã càn sạch hàng phòng tuyến đầu tiên, ngăn hắn tiến về chỗ Shigaraki. Có thể thấy, hai con bài mạnh nhất lúc đó là Machia vẫn Dark Shadow, gọi mạnh tiệm cận với đề cử cũng không sai. Nhưng tất cả đều đã thảm bại. Và mấu chốt hơn, đây còn là nơi tập hợp những anh hùng mạnh nhất hiện tại ngoài đề cử ra, nên lủng chỗ này xem như là toang hết cả lũ. Tồi tệ hơn, nhờ Kose từ Hawk mà All For One phi còn nhanh hơn cả phi lôi thần thuật và chỉ trong chốc lát đã vượt qua thành phố Edo. Khỏi phải nói, phía cảnh sát cùng Tsukachi cùng Lapabra chưa kịp mừng vì một số tòa nhà bắt đầu di chuyển trở lại. Thì boom, tin tức All For One đang phi đến như một tên lửa đạn đạo khiến cả bọn rối bời cả lên. Tsukachi đã phải yêu cầu quân tiếp viện được các anh hùng, nhưng hiển nhiên mọi thứ đều đã bị All For One sắp đặt hết. Dàn anh hùng Lê Que thì bị kẹt ở chỗ Toga cộng bảo hộ người dân trước dàn đệ của All For One. Dàn anh hùng top đầu thì bị lão tẩn cho nằm xả lai cả lũ. Giờ gọi thì còn ai dám đến mà cản nữa. Mà kể cả có đi thì tôi nói thật, mấy ông nghĩ All For One sẽ làm gọi cả lũ trong bao lâu? Với tớ, khéo lão phủi hết cả lũ như quét bụi chứ đừng nói là tiếp xúc. Tuy nhiên, thứ tồi tệ hơn chưa dừng lại đâu nha. Dabi, đứa con phản nghịch của Endeavor, giờ lại trở thành một quả bom nhiệt thạch trong chưa đầy 10 phút nữa. Bởi kể từ sau khi ăn quả ulti toàn mát của Soto và vực dậy, hắn đã tập trung toàn bộ nhiệt lại trong cơ thể. Điều này khiến ngọn lửa từ Dabi càng khủng khiếp hơn. Dạng phun lửa thì kiểu AoE diện rộng, nhưng khi dồn lại một cục đấm nó đau hơn ấy. Tuy nhiên, theo phân tích từ phía cảnh sát cho thấy, tên Dabi này sắp chẳng trụ được bao lâu. Một khi hắn kích nổ, toàn bộ mọi thứ trong bán kính 5 km sẽ bốc hơi tan thành mây khói. Để cho dễ hình dung thì mấy ông cứ tưởng tượng cảnh Godzilla trong trạng thái tràn nhiệt nung chảy cả thành phố ấy. Đương nhiên, phạm vi này bao quát cả thể toàn bộ nơi trú ẩn gần Gunga và hiển nhiên bao gồm gia đình nhà Soto. Endeavor vẫn đang chiến đấu tại đó, nhưng rõ ràng là ông không đủ sức để ngăn cản thằng con báo nhà mình. Bởi vì ngọn lửa từ Dabi vốn đã mạnh hơn ông, và nó càng kinh khủng hơn khi cứ tích nhiệt như hiện tại. Còn về Endeavor thì vừa cosplay dương quá, vừa sức cùng lực kiệt khi đã dồn toàn bộ năng lượng đấm nhau với All For One trước đấy. Tất nhiên, chẳng thể nào có thể lại Dabi. Và hiển nhiên cứ như vậy thì anh hùng top 1 Nhật Bản có đi nhanh hơn cả All Might vì ông ăn trực diện thì chả có cách nào mà sống được. Ngay cả thời kỳ thịnh toàn nhất tớ còn không dám nghĩ Endeavor có thể hứng nổi cũ này cơ. Mà mất Endeavor thì coi như mất đi chiến lược top 1, top 2 phe anh hùng, đu hiểu no hope đến mức nào rồi nha. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, vì ngay lúc này All For One đã đi vào vùng cho phép kích hoạt Kose dịch chuyển tức thời của hắn. Việc Dabi nổ bom chưa xong thì phe nhân loại đã phải đối mặt với một sự hội ngộ của All For One và Tomura. Hai con chùm map gặp nhau thì các bạn hiểu gì rồi ha, cả server trái đất chuẩn bị đóng cửa. Họ không có bất cứ ai đủ khả năng ngăn chặn điều này, hoặc kể cả có thì cũng không chạy tới kịp. Mẹ, càng đọc chấp này bản thân tôi càng thấy nhân loại tuyệt vọng vãi cả đái trên đường đó đến mấy nhân vật trong chuyện. Khổ bố Tsukachi ở hậu phương mà ăn sát thương tinh thần còn hơn cả dàn anh hùng ở tiền tuyến. Sự bất lực của Soto. Đương nhiên, sự việc All For One phi thẳng đến chỗ Tomura đã rơi vào tai Soto lẫn Lida. Anh trưởng lớp 1A đang phải dìu dắt thanh niên Close dấp lửa băng sau khi bung quả phốt pho chấn áp ông anh. Ai cũng có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Soto rất là bết bát. Tuy nhiên, cậu không thể gục ngã tại đây, vì nếu vậy thì ai sẽ ngăn cản tên phản diện? Ai sẽ đối mặt với Dabi? Soto hiểu rõ Dabi trở nên như vậy bởi vì những gì mà ông bố nhà mình gây nên. Đúng kiểu đời cha ăn mặn, đời con khát nước, giờ thì cậu buộc phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề. Nguyên quả bom nhiệt thạch suy cho cùng cũng vì vấn đề bạo lực gia đình mà ra.
Nó khiến Nida cảm thấy vô cùng đau khổ vì cũng chính Soto là người đã kéo cậu ra khỏi thù hận, đưa cậu quay về với chính đạo sau sự kiện từ việc Stan. Nhưng một con người như vậy là phải gánh hết toàn bộ những thứ bất hạnh này. Trong khi đó bản thân Soto chả làm cái mẹ gì nên tội cả. Đơn giản ông bố cậu gây ra và cậu phải chạy dồi dọn dẹp bãi chiến trường. Nhưng chưa để cả hai suy nghĩ nhiều, On Mai bất ngờ kết nối về liên lạc với họ. Ông cho rằng cô xe động cơ và băng hàn của cả hai cực kỳ thích hợp trong việc ngăn chặn vụ nổ ở Gunga. Chơi với lửa thì chỉ có thể là băng. Và với việc Soto vừa dùng quả ulti kết liễu ông anh thì ta còn ai hợp lý hơn. Ngoài ra, cậu còn đến với vai trò thông não thằng anh mình buông bỏ hận thù nữa. Nên có Soto sẽ đóng vai trò cực lớn trong việc khuyên nhủ thằng anh từ từ hạ cái tôi xuống, nhắc cái tư tưởng anh hùng lên. Bởi các bạn nên nhớ, Dabi hiện tại hoàn toàn không hề biết gì về tình trạng cơ thể hắn. Thành ra, nếu thành công khiến tên này quay xe thì có khi hắn tự giảm lại hoặc ít nhiều cũng để nó nổ cho phạm vi cho phép. Còn với Ida thì tớ nghĩ cậu sao người phù hợp hơn trong việc đưa người dân gần đó ra khỏi phạm vi vụ nổ. Hoặc tồi tệ hơn, một khi không còn cách nào hạ nhiệt và thông não Dabi, Ida đóng vai trò như một vật tế. Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu ý tôi rồi đúng không? Đúng vậy, Ida sẽ dùng chính thân mình ôm Dabi khỏi phạm vi Gunga trong tình huống tồi tệ nhất. Việc này không khác gì bảo cậu lôi theo Dabi vô sau cánh gà chung. Bởi trước đó, lượng nhiệt tỏa ra tên này đã gần như khiến ống bô lì đá quá tải và không thể hoạt động. Vì thế, cậu chỉ có đúng một cơ hội duy nhất là bức tốc và đưa hắn ra khỏi đấy, rồi nằm lại cùng với tên này luôn. Nghe thì thấy khá hợp lý, nên Ida đã kéo Mark Bing phóng thẳng về phía Gunga cùng với Soto. Nhờ vậy mà cả hai cũng đồng thời được Stan công nhận là những anh hùng đích thực. Chứ hồi cả ba người Deku, Soto, Ida đánh hội đồng tên này thì hắn chỉ công nhận mỗi một mình thằng Deku mà thôi các bạn ạ. Nhưng rồi, ai sẽ là người ngăn cản All For One, một chiến thần với 100% sức mạnh cùng sự tàn ác càng bộc lộ sau từng ấy thời gian tái tạo về thời trẻ? Nếu như Gojo khiến ta ngửi thấy mùi ăn lìn thanh thoảng khi thầy xét kèo với Sukuna, thì với All Might, nó còn đéo là mùi nữa cơ ông ạ. Cái Death Flag nó hiện trần dần, in đậm và rõ ràng trước mắt tôi mẹ luôn. Một người vô năng như thầy muốn ngăn chặn All For One, nói đùa cái đéo rồi thế, ngay cả trò đùa của Remind cũng không thể khiến tôi có tí lạc quan vào ngay lúc này. Các bạn hãy tắt thời gian toàn và đừng hoảng loạn nhé. À, nhắc tới hoảng loạn thì mình có một câu hỏi muốn dành cho các bạn, đó chính là các bạn gọi một chú ngựa hoảng loạn là gì ạ? Đó chính là hoảng horse. Rất thú vị đúng không ạ? Chuẩn bị hóa thành Iron Man trông cũng ngầu đấy. Nhưng liệu vậy có đủ không? Khi chính bản thân All Might một người vô năng lại dám đối đầu với kẻ không khác gì hung thần như là All For One. Cũng giống như Sakauchi gào thét trong tuyệt vọng bên bộ đàm, tớ cũng cực kỳ bi quan đối với trận đấu này. Một All For One có thể gây tổn thương nghiêm trọng vào Machia, đánh tan tác Dark Shadow ở thời kỳ kinh khủng nhất, lại bị một kẻ vô năng như All Might với đám giáp đó ngăn chặn. Nếu vụ này thật thì tớ cho rằng All For One nên vứt mẹ câu sể của hắn đi là vừa, một năng lực gần như toàn năng lại bị một bộ giáp ngăn chặn hoàn toàn. Đã thế, người điều khiển nó còn trong trạng thái vô năng, tổn thương nội tạng đang rất là nghiêm trọng. Đương nhiên, dù tuyệt vọng cỡ nào nhưng tớ cũng vô cùng hâm mộ và rõ ràng lý do vì sao All Might có thể trở thành biểu tượng hòa bình của thế giới. Nó gợi cho ta nhớ lại về cảnh ban đầu khi Deku hỏi liệu một người vô năng có thể trở thành anh hùng. All Might không ngần ngại trả lời là có. Và giờ đây chính All Might dù vô năng nhưng ông không ngần ngại đứng chắn đường kẻ gần như toàn năng trong giờ phút này. Không biết bao lần All Might đã phải đương đầu với All For One trong suốt chiêu gia lịch sử, từ khi hắn còn là bá chủ thế giới ngầm cho đến đời kế tiếp, và giờ thì là một người vô năng, một toàn năng. So với việc lao đến chỗ Tomura, tớ tin chắc với All For One đang dễ bị kích động như hiện tại, hắn chắc chắn không thể bỏ qua All Might. Đây là cơ hội duy nhất để lão kết thúc kẻ thù truyền kiếp, người đã đưa mình xuống tình cảnh như bây giờ. Và cuối cùng, dự đoán diễn biến kế tiếp. Nói thật với các bạn là giờ ông nào mà biết vẽ đẹp thì vẽ hộ tôi cái viễn cảnh All Might toàn mạng trước sức mạnh của All For One với. Chứ tôi là tôi thấy no hope lắm rồi đấy. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng tìm ra cách nào có thể giúp All Might sống sót sau trận chiến này. Ừ thì bộ giáp có thể là một yếu tố khá là bất ngờ, nhưng với tớ thì nó chỉ mang tác dụng câu giờ để rewind trên người All For One phát huy tác dụng của nó. Còn đấm nhau như hồi trước thì thua nhá. Yếu tố bất ngờ thứ hai này là ngoài bộ giáp thì tôi chỉ có thể nghĩ đến đó chính là Stan. Nhưng kể cả có là Stan đi chăng nữa thì tớ e rằng hắn chỉ mang tác dụng cứu mạng On Mai, đồng thời bất động All For One nhờ câu C từ bản thân. Đây là nếu trong trường hợp tác giả còn thương tình để On Mai sống, chứ cái Death Frag nó to tổ bố như hiện tại thì chịu đấy.
À đúng, vẫn còn một cái bánh vẽ mà tôi vừa nghĩ ra. Mấy video phân tích chapter trước thì tôi có thấy vài ông comment là sao Eri không dùng rewind lên người của All Might nhỉ? Vì rõ ràng cô đã rewind Mirio về trạng thái sở cô sẽ xuyên thấu được cơ mà. Điều này nhá, là nó cũng có khả năng xảy ra đấy. Tuy nhiên, nếu All Might đã được rewind thì tại sao ông lại cần thêm bộ giáp trên người làm gì? Và thêm một điều nữa là các bạn cần biết, tính chất của việc rewind xuyên thấu và One for All hoàn toàn khác biệt. Về một cái thì bẩm sinh đã có, tức là gốc đã như vậy. Còn One for All thì mang tính trao tặng, truyền thừa cho người khác. Hình dung nó như là kiểu một bộ đồ truyền từ người này sang người kia cũng được. Và vấn đề xuất hiện ở đây là liệu khi rewind One for All về cơ thể All Might thì Deku có còn sống 100% One for All như hiện tại? Những người tiền nhiệm sẽ ở trong cơ thể nào? Tớ nghĩ chính All Might đã suy nghĩ đến điều này và kết quả ông sợ phải đặt cược các bạn ạ. Ông không dám cược rằng liệu trường hợp đấy có xảy ra hay không, và nếu nó xảy ra thì mọi công sức tâm huyết mà All Might cũng như những người tiền nhiệm đổ vào Deku sẽ thành công cốc. Chả ai mà dám liều như vậy cả, quá đáng. One for One sinh ra nhằm đánh bại All for One, vậy nên tại thời điểm mà nó đạt đến mức độ chín mồi trong tay Deku thì chả ai dám hủy đi cái niềm hy vọng này hết á. Mọi người có thể chết nhưng One for One chắc chắn phải tồn tại, vì nó là hy vọng duy nhất để đánh bại All for One cơ mà. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy comment ở phía dưới nhé. Và như vậy là đã kết thúc video. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như đăng ký kênh. Và nhấn cả nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.